Artemia được xem là nguồn thức ăn quan trọng và là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng. Vậy Artemia có những đặc điểm và thành phần dinh dưỡng như thế nào? Mời các bạn cùng Bình Minh tìm hiểu về Artemia, một loài giáp xác nhỏ mang lại giá trị dinh dưỡng cao, rất được ưa chuộng trong các trại sản xuất giống thủy sản và nuôi cá cảnh. Artemia đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng có khả năng sống ở những vùng khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới cho đến ôn đới. Ở điều kiện tự nhiên, Artemia sống ở độ mặn lớn hơn 70 phần ngàn. Tuy nhiên, Artemia cũng sẽ chết ở độ mặn bão hòa của muối 250 phần ngàn do các quá trình stress sinh lý và rối loạn điều hòa áp suất thẩm thấu ở độ mặn quá cao. Tổng chiều dài thường khoảng từ 8 đến 10mm đối với con đực trưởng thành và từ 10 đến 12mm đối với con cái. Nhưng chiều rộng của cả hai giới, kể cả chân, là khoảng 4mm. Cơ thể của Artemia được chia thành phần đầu, ngực và bụng. Toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi một bộ xương ngoài mỏng, linh hoạt của chitin mà cơ được gắn vào trong. Cơ thể kéo dài với hai mắt kép, có râu cảm giác, 11 đôi chân ngực và ống tiêu hóa thẳng. Con đực ở phần sau vùng ngực sẽ có đôi gai giao cấu. Con cái dễ nhận dạng nhờ vào túi ấp hoặc tử cung nằm ở phía sau đôi chân ngực thứ 11. Di chuyển bằng cách đập nhịp nhàng các phần phụ theo cặp. Hô hấp xảy ra trên bề mặt của chân thông qua các tấm dạng sợi giống như lông. Artemia là loài ăn lọc, không chọn lọc thức ăn. Chúng ăn mùn bã hữu cơ, các vi tảo cực nhỏ và vi khuẩn. Trong điều kiện nuôi luân canh Artemia trên ruộng muối, người dân tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho Artemia bằng cách bón phân, phân hữu cơ kết hợp với vô cơ hoặc cho ăn trực tiếp các loại thức ăn mịn như bột đậu nành, cám gạo. Artemia có thể sinh sản bằng hai phương thức, đẻ con và đẻ trứng, tùy vào điều kiện môi trường sống. Khi gặp điều kiện bất lợi về môi trường, Artemia có khả năng hình thành các phôi ngủ, được gọi là các bào sát. Trong điều kiện khô, những bào sát này không hoạt động và không phát triển. Sự phát triển của phôi tạm thời bị gián đoạn, phôi ngủ, cho đến khi gặp môi trường thuận lợi. Các bào sát chìm vào nước biển, chúng hút nước, phôi bắt đầu sự chuyển hóa để phát triển trở lại. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy hàm lượng oxy hòa tan, độ mặn, biên độ dao động oxy, nhiệt độ và hàm lượng chất sắt trong thức ăn là các yếu tố quyết định đến phương thức sinh sản của Artemia. Mỗi Artemia cái có thể đẻ từ 1.500 đến 2.500 con hoặc trứng bào sát. Vòng đời của Artemia trải qua các giai đoạn. Sau khi nở, giai đoạn ấu trùng đầu tiên gọi là instar 1 có chiều dài từ 400 đến 500 micromet, có màu da cam nâu. Giai đoạn này dinh dưỡng bằng não hoàng. Sau 8 giờ, chúng lột xác để phát triển lên giai đoạn 2, instar 2, và bắt đầu sử dụng thức ăn bên ngoài. Chúng lọc các hạt thức ăn nhỏ có kích thước từ 1 đến 50mm bằng râu thứ hai rồi đưa vào ống tiêu hóa. Sau đó, chúng trải qua 15 lần lột xác trong khoảng 8 ngày để phát triển đầy đủ về hình thái và chức năng giống như con trưởng thành. Artemia trưởng thành dài khoảng 10mm. Trong điều kiện nuôi, Artemia phát triển và thành thục sau 2 đến 3 tuần và tuổi thọ trung bình từ 40 đến 60 ngày. Artemia cung cấp lượng dinh dưỡng lớn cho tôm, cá. Chúng có hàm lượng protein cao, đạt khoảng từ 60 đến 70%, hàm lượng đạm đạt khoảng 50%, hàm lượng axit béo không no lớn hơn 17% mg trên gram. Bổ sung Artemia sẽ giúp tôm tiêu hóa dễ dàng hơn, bảo vệ đường ruột khỏi các tác nhân gây bệnh, đồng thời giúp quá trình hấp thụ các chất đạm vào cơ thể tôm được nhanh chóng hơn. Video này giúp chúng ta hiểu hơn về các đặc tính, thành phần dinh dưỡng của Artemia. Qua đó, giúp chúng ta ứng dụng vào việc nuôi Artemia làm thức ăn cho vật nuôi thủy sản. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.